Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Lê Phạm Hoàng Hạnh tại tổ 3 ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Chị Lê Phạm Hoàng Hạnh là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Domin Intech VN. Chồng chị Hạnh mất sớm, chị phải một mình nuôi con còn nhỏ, mới hơn 3 tuổi, thu nhập chỉ khoảng 4 triệu đồng một tháng. Nhiều năm nay, mẹ con của chị Hạnh phải sống nhờ nhà ba mẹ đã cao tuổi. Căn nhà máy ấm công đoàn trao tặng chị Lê Phạm Hoàng Hạnh có diện tích 50m², nền gạch, mái lợp tôn với tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân hỗ trợ thêm. Tại buổi trao tặng nhà, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ, công đoàn cơ sở công ty và đại diện công ty đã trao tặng chị Hạnh nhiều phần quà để hỗ trợ động viên gia đình an cư lạc nghiệp. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động trao tặng 4 máy ấm công đoàn cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 200 triệu đồng.